Hello các bạn, ở trong video này mình giới thiệu về phần cứng của thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506X Như các bạn nhìn thấy đây là phần mặt trên của thiết bị Rất là nhỏ gọn Thì Thiết bị này là sử dụng để bảo vệ cho hệ thống mạng của doanh nghiệp Đây là mặt sau Thì Với mặt sau các bạn nhìn thấy có 8 cổng Ethernet Đấy, chúng ta sẽ cấu hình theo các cái mô hình triển khai tương tự khác nhau cho cái doanh nghiệp của mình. Đấy. Thế còn đây là các cái cổng, ví dụ cổng ở trên là cổng quản lý, ở dưới là cổng console để chúng ta cấu hình rồi các cổng USB, cổng reset để cấu hình. Đây là các cổng Ethernet và ngoài cùng bên tay trái là cổng cắm nguồn, Đấy, thì đó là cái cấu tạo vật lý của thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506X.